tôi và chú Thiệt thì đã đến nơi để khai thác mật ong rồi. Theo như lời của chú thì cả cái khu vực mà chú quản lý ở đây là mỗi một năm có thể thu hoạch khoảng 3.000 lít mật ong. Bây giờ thì chúng tôi sẽ thu hoạch cái tổ ong ở đằng kia. Rồi, vô, vô. Chú, có nhất thiết là mình phải mang cái con cuối này theo không chú? Theo đặng thổi khói mình cho cái cây khói con nó không biết được đánh mình á. Ngọt quá chú ơi, bây giờ cái khói này là con cũng hết cây thẳng, con hết cái đường luôn rồi. Vậy hả? Đi theo chú cho biết con. Vô đây con. Chú ơi, một cái tổ ong vậy là mình khai thác mình lấy mật bao nhiêu lần hả chú? Hai lần có, ba lần có, sáu bảy lần cũng có. Thổi con, thổi con. Dạ. Mà thu hoạch về rồi bao nhiêu lâu mình mới quay lại đây mình thu hoạch nữa? Mau là 11 ngày, còn chậm là khoảng nửa tháng. Dạ, xong chưa anh rút chưa? Rồi. Rút ha. Quá, nó thú ra quá rồi. Đi, ra được rồi, ra. Tôi cứ dạy nhớ nhé, trong trường hợp này, nếu như mà lỡ con ong nó có chết thì đừng vội đập chết nó. Bởi vì con ong khi đập chết nó sẽ khét nọc và tiết ra cái mùi hương. Lúc đó thì đồng bọn nó sẽ kéo theo rất là đông. Ở chậm ong nó hồi lại đó. Sao? Có ngon không cháu? Đặc biệt quá chú ơi. Thiên nhiên mà. Dạ. Người dân ở Cà Mau thì hoàn toàn có thể tự tin để nói rằng đây là nguồn tài nguyên thiên nhiên, nguồn dược liệu rất là quý trong tự nhiên. Mật ở đây thì không chỉ thơm ngon sánh mịn mà còn thoang thoảng hương qua tràm rất là tuyệt vời. Cách đây khoảng 15 năm tôi suốt đời khổ lắm cô ơi, đi thọt chú bán mua gạo ăn mà nhờ con ông ở gia đình tôi nay cũng không khá rồi. Với 3.000 lít mật mỗi năm, người giữ rừng như ông Thiệt bỏ túi hơn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, đó chỉ mới là nguồn thu phát sinh trên lứa tràm tầm 2-3 năm tuổi. Còn đối với người chủ đất, 60 hectare rừng xanh tốt này, trong vòng xoay 6 năm có thể mang về hơn 10 tỷ đồng lợi nhuận. Người trồng cây gây rừng, người gắt kèo ong lấy mật, bà con cùng chia sẻ kinh nghiệm, cùng làm giàu trên vùng đất một thời hoang hóa.